Sở Y tế thành phố cho biết công tác đấu thầu thuốc tập trung trong năm 2016 được tiến hành sớm hơn các năm trước một tháng. Do đó, dự kiến sẽ có kết quả thầu vào tháng 6 năm 2016. Việc có kết quả đấu thầu sớm sẽ giúp các bệnh viện ký hợp đồng mới và mua được thuốc ngay sau khi hợp đồng năm 2015 kết thúc. Đồng thời, các nhà thầu trúng thầu sẽ có nhiều thời gian hơn để chuẩn bị nguồn thuốc, tránh tình trạng không đủ thuốc cung ứng giai đoạn đầu do một số nhà thầu chỉ nhập khẩu hoặc sản xuất thuốc sau khi có kết quả trúng thầu. Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh cũng yêu cầu các bệnh viện đưa ra danh mục thuốc phải phù hợp với tình hình bệnh tật, khả năng chuyên môn kỹ thuật trong điều trị và phù hợp với khả năng tài chính của bệnh viện. Cần ưu tiên sử dụng thuốc sản xuất trong nước.